Cô chào các em học sinh khóa 8 thân mến. Cô xin giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Thanh Thủy. Cô rất vui khi được gặp lại các em. Và chúng ta sẽ bắt đầu những buổi học đầu tiên của năm học mới các em nhé. Năm nay cô sẽ giới thiệu với các em chương trình lịch sử lớp 8. Thì chương trình lịch sử lớp 8 sẽ gồm có hai phần. Phần 1 là lịch sử thế giới và phần 2 là lịch sử Việt Nam. Lịch sử Việt Nam chúng ta sẽ học ở học kỳ 2. Lịch sử thế giới cận đại từ giữa thế kỷ 15. Tôi xin lỗi, từ giữa thế kỷ 16 đến năm 1917. Chương 1, thời kỳ xác lập chủ nghĩa tư bản. Từ giữa thế kỷ 16 đến nửa sau thế kỷ thứ 19. Tiết 1, bài 1, những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên. Mời các con bước vào phần 1 La Mã là những biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu trong các thế kỷ thứ 15 đến 17 và cách mạng Hà Lan thế kỷ thứ 16. Phần này sẽ có hai mục nhỏ. Mục 1, một nền sản xuất mới ra đời. Mục này các con sẽ đọc trong sách giáo khoa trang 3 và trang 4. Thì nền sản xuất mới này tính là nền sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành vào thế kỷ thứ 15. Ở đâu các con? Ở Tây Âu, đúng rồi, ở Tây Âu. Và cái nền sản xuất tư bản chủ nghĩa này đã làm xuất hiện giai cấp tư sản. Giai cấp tư sản thì có một cái mối quan hệ mâu thuẫn với chế độ phong kiến. Mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Giờ chúng ta qua phần 2 nhỏ, cách mạng Hà Lan thế kỷ thứ 16. Cô xin giới thiệu với các em lược đồ Nederland thế kỷ 16. Trước kia Hà Lan có tên là Nederland. Nederland có nghĩa là một vùng đất, một cái xứ thấp. Thấp là so với mực nước biển, như đất của chúng ta đây á, là cao hơn mực nước biển 1 mét, nhưng mà Nederland lại là cái vùng đất thấp hơn mực nước biển, nằm ở châu Âu, nằm ven bờ, nằm trên bờ Bắc châu Âu. Nó thuộc hạ lưu của ba con sông, sông Exo, sông Maas và sông Rhen. Ba con sông này người ta diễn tả là nó đẹp như những dải lụa đó các con. Nó chảy dài, chảy qua các nước như là Pháp, Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ. Vào cái thời trung đại thì Nederland bị chia nhỏ thành một số lãnh địa do Pháp và Đức cai trị. Nhưng từ thế kỷ thứ 17 thì Nederland lại bị phong kiến Tây Ban Nha thống trị. Và do nằm ở cái vị trí thuận lợi cho nên thế kỷ thứ 16 Nederland đã trở thành một vùng công thương nghiệp và đường biển, tức là hàng hải đó các con, phát triển nhất châu Âu. Và khi mà có nền công thương nghiệp phát triển thì tất nhiên sẽ xuất hiện giai cấp tư sản. Và giai cấp tư sản ở đây sớm hình thành đã khởi xướng cái cuộc đấu tranh chống lại nền thống trị phong kiến Tây Ban Nha. Bây giờ các con xem sách giáo khoa trang số 4, Cách mạng Hà Lan thế kỷ thứ 16. Các con sẽ tìm hiểu thứ nhất là thời gian nè, thứ hai là nguyên nhân bùng nổ và thứ ba là người lãnh đạo, cái giai cấp nào lãnh đạo của cách mạng này, lực lượng tham gia là có những tầng lớp nào tham gia, hình thức đấu tranh. Đây là một cuộc đấu tranh mang cái dưới cái hình thức gì, kết quả, ý nghĩa. Cô cho các con 2 phút nhé. Rồi 2 phút bắt đầu. Rồi các con chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu giải đáp nha. Về thời gian, thế kỷ thứ 16, từ năm 1566 đến 1648. Nguyên nhân vì sao? Vì kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Nederland phát triển nhưng mà bị Tây Ban Nha kìm hãm. Từ đó mà nhân dân của Nederland
đã mâu thuẫn với phong kiến Tây Ban Nha. Thì cái lực lượng lãnh đạo cái cuộc cách mạng này đó là giai cấp tư sản, và cái lực lượng tham gia theo giai cấp tư sản đó là chính là quần chúng nhân dân. Cái cuộc cách mạng này được thực hiện là nhằm mục đích là xóa bỏ ách thống trị của phong kiến Tây Ban Nha và phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa cho vùng Nederland. Thì ở đây các con thấy hình thức đấu tranh. Hình thức đấu tranh này là một cuộc cách mạng tư sản, nhưng nó diễn ra dưới hình thức là một cuộc đấu tranh giành độc lập, chống lại phong kiến nước ngoài Tây Ban Nha thống trị Nederland. Và kết quả là Nederland đã giành được độc lập. Năm 1648 thì Hà Lan đã phải công nhận nền độc lập của, xin lỗi, Tây Ban Nha đã phải công nhận nền độc lập của Hà Lan. Và cái chiến thắng này nó đã có một tạo điều kiện cho kinh tế Tây Ban Nha, kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Hà Lan phát triển. Thì ý nghĩa, đây là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới. Các con nhớ khi mà ai hỏi đến cuộc cách mạng nào là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới, các con nhớ ngay cho cô, đó chính là cách mạng tư sản Hà Lan. Rồi, cô mời các con ghi bài nhé. Chỗ nào mà có cây bút, có cái cánh giống như là thiên thần đó, đó là chỗ chúng ta sẽ ghi bài. Nguyên nhân, như nãy cô đã nói rồi, phong kiến Tây Ban Nha kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nederland. Diễn biến. Sao rồi các con, chắc là các con thắc mắc sao có lúc mà lại là Nederland mà có lúc lại là Hà Lan. Thì năm 1581 đó các con, các tỉnh miền Bắc ở Nederland đã nổi dậy và tuyên bố thành lập một nước Cộng hòa có tên là các tỉnh Liên hiệp, mà sau này gọi là Hà Lan. Rồi bây giờ mình đi phần tiếp theo. Vậy là mình đã xong rồi cuộc cách mạng tư sản ở Hà Lan. Và các con nhìn lược đồ này nha. Nhìn những cái địa danh trên lược đồ, các con xác định đây là lược đồ của nước nào. Rồi nhìn ra rồi đúng không? Lược đồ của nước Anh. Rồi cô xin giới thiệu với các con. Nước Anh có tên là Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, thường được gọi là Anh quốc, Vương quốc Anh, Liên hiệp Anh, hoặc có thể gọi ngắn gọn là nước Anh. Thì nước Anh là một quốc gia nằm ở châu Âu, nhưng mà nó nằm ngoài khơi châu Âu. Con thấy không? Con thấy nằm ngoài khơi châu Âu đây, nằm giữa biển luôn. Nằm giữa biển. Thì Vương quốc Anh bao gồm đảo Anh nè, rồi một phần đảo phía bắc, phía đông bắc của đảo Ireland nè, cùng nhiều đảo nhỏ khác. Thì Vương quốc Anh bao gồm bốn quốc gia, bạn nhớ Vương quốc Anh bao gồm bốn quốc gia là Anh quốc, Ireland, thủ đô là London đó, đây thủ đô London đây, đây đấy Ireland đây. Thứ hai là Scotland, Scotland thủ đô là Edinburgh. Thứ ba là xứ Wales, thủ đô ở Cardiff, và thứ tư là Bắc Ireland, thủ đô ở Belfast. Bây giờ mình sẽ đi vào phần một nhỏ là tìm hiểu sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh. Các con xem sách trang số 4 nha. Con đọc sách đi và các con cho cô biết là xem là ở Anh lúc bấy giờ có những cái ngành nào phát triển mạnh. Cô xin giới thiệu với các con một số liệu. Từ năm 1551 đến 1651 thì số lượng than được khai thác tăng 14 lần ở Anh đó các con. Vào đầu thế kỷ thứ 17 thì Anh có 80 lò nấu sắt, mỗi tuần sản xuất từ 3 đến 4 tấn. Một số xưởng dệt lên dạ thuê hàng nghìn công nhân. Ồ, ngày xưa mà hàng nghìn công nhân thì xưởng đó rất là lớn. Rồi có nhiều công ty thương mại hoạt động mạnh ở nhiều nước, mà nổi tiếng nhất là công ty Đông Ấn Độ. Thì qua cái số liệu ở trên, các con thấy cái những số liệu này chứng tỏ cho cái điều gì đang diễn ra ở nước Anh.
chứng tỏ rằng là từ thế kỷ 17, chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển mạnh mẽ nhất châu Âu. Thì vừa rồi các con đã xem sách và các con thấy có một trong những ngành phát triển ở nước Anh lúc bấy giờ là ngành dệt đen dạ. Đây là hình ảnh mà các quý tộc vừa và nhỏ, họ trước kia họ có ruộng đất rất là lớn, họ cho tá điền thuê để cày cấy rồi nộp thuế. Nhưng bây giờ họ thấy rằng là ngành len dạ phát triển mạnh, mà con biết len dạ thì lấy từ lông của con cừu, cho nên là họ quý tộc vừa và nhỏ họ đuổi hết tá điền đi, họ không cho tá điền thuê đất nữa, họ lấy ruộng đất lại, họ rào lại, họ trồng cỏ và họ nuôi cừu, họ lấy lông cừu bán cho thị trường, tại vì lông cừu lúc bấy giờ rất là có giá để mà tạo nên những dệt lên những cái bộ 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 áo áo ấm áo khoác á, rất là ấm cho mùa đông. Thì khi mà quý tộc vừa và nhỏ này họ không cho tá điền thuê đất để cày cấy nữa, mà họ chuyển sang một cái hình thức kinh doanh là nuôi cừu lấy lông bán ra thị trường. Đó là hình thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa. Và từ cái việc họ chuyển sang hình thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa, lúc này họ có một cái tên gọi mới, đó là tầng lớp quý tộc mới. Thì con suy nghĩ xem, khi mà tầng lớp quý tộc mới này họ kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, thì theo các con, cái quyền lợi của họ sẽ gắn liền với giai cấp nào trong xã hội Anh lúc bấy giờ? Với vua hay là với tư sản? Với chế độ quân chủ chuyên chế hay với giai cấp tư sản? À, tất nhiên họ sẽ gắn liền với giai cấp tư sản. Tại vì giai cấp tư sản là cái giai cấp mà kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa. Và bây giờ cô xin giới thiệu với các con lược đồ các ngành kinh tế phát triển mạnh ở Anh vào thế kỷ thứ 17 nhé. Các con nhớ nhìn cái những cái ký hiệu ở trong cái khung kế bên lược đồ. Đây là lược đồ của nước Anh. Các con thấy giống cái gì ha? Cô cảm giác giống như là hình một cái con gì đó, một con chó sói nó đang ngồi ngẩng cổ cao lên đó. Rồi bây giờ thứ nhất, các con thấy cái vùng màu tím. Vùng màu tím là vùng gì đó các con? Các con nhìn cái bảng chú thích kế bên. À, vùng nông nghiệp, đúng rồi. Vùng thứ hai, vùng màu hồng là vùng công thương nghiệp phát triển, đúng rồi. Bây giờ con chú ý nha. Cái nhà đó ha, có ống khói, đó là xưởng dệt đúng không? Bây giờ mình sẽ nhìn xem trên lược đồ có xưởng dệt ở đâu. Wow, có nhiều lắm ha, ở khắp mọi nơi trên nước Anh. Khắp mọi nơi trên Vương quốc Anh. Rồi lúc nãy chúng ta nói là có Vương quốc Anh cũng có hàng hải phát triển nè. Tại vì nằm giữa biển mà con. Đây, hàng hải phát triển nha, hải cảng, các hải cảng, các đoàn thuyền rất là lớn. Rồi tiếp tục, đây là hình ảnh các vùng đất được rào lại để chăn nuôi cừu. Đấy, chăn nuôi cừu rất là nhiều và lấy lông cừu bán ra thị trường. À, ngày xưa cô xem cái hồi lúc cô còn nhỏ, cô xem cái một cái bộ phim có tên là Những con chiên ẩn mình chờ chết. Cái đó cũng có tác phẩm văn học nữa đó con. Thì có người ta tổ chức các cuộc thi cạo lông cừu, có nghĩa là những cái thường thường là cạo lông cừu là thanh niên cạo không à, đàn ông cạo. Thì nếu mà ai cạo lông cừu là thứ nhất là nhanh nè, thứ hai là cạo lông nguyên ra nguyên một bộ lông con cừu luôn, ít có bị mà bị đứt á, ít có bị vụn ra, không bị vụn nha, nhanh đẹp và con cừu không bị sứt mẻ thì chắc chắn sẽ đạt giải nhất, mà đạt giải nhất thì chắc chắn phải có giải thưởng. À, như vậy là rất là cuộc thi đó rất là hay mà rất là vui nữa. Nó khuyến khích cho người thợ họ sẽ rèn luyện cái tay nghề của mình tốt hơn. Rồi bây giờ các con suy nghĩ xem, ở đây cô có một câu hỏi. Vì sao tư sản quý tộc mới nông dân là mâu thuẫn gay gắt với chế độ quân chủ chuyên chế?
Các con có thể theo dõi sách giáo khoa trang số 5. Ở đây chúng ta thấy là nền kinh tế ở Anh thay đổi. Và tư sản quý tộc mới là mâu thuẫn với chế độ quân chủ chuyên chế. Cô suy nghĩ, cô cho 30 giây suy nghĩ. Tại sao tư sản quý tộc mới lại mâu thuẫn với chế độ quân chủ chuyên chế? Nông dân mâu thuẫn với chế độ quân chủ chuyên chế thì cô nghĩ các con biết rồi, biết rõ rồi. Cái này mình học lâu rồi, mình biết rồi. Rồi, bây giờ cô giải đáp. Chế độ quân chủ chuyên chế lúc bấy giờ còn đang nắm quyền thống trị, nắm quyền về chính trị, thống trị xã hội Anh. Thì chế độ quân chủ chuyên chế kìm hãm tư sản quý tộc mới phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa. Đó là sẽ đặt ra nhiều cái loại thuế và nhiều cái luật lệ để ngăn cản cái sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa của cái giai cấp tư sản quý tộc mới. Cho nên là tư sản quý tộc mới rất là tức giận. Họ mâu thuẫn với chế độ quân chủ chuyên chế. Còn đối với nông dân thì các con biết từ lâu rồi, chế độ phong kiến là áp bức bóc lột nông dân. Và đây chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc cách mạng lật đổ chế độ phong kiến ở Anh. Bây giờ cô mời các con viết bài. Chúng ta sẽ qua phần 2 nhỏ, tiến trình cách mạng. Phần tiến trình cách mạng sẽ có hai phần nhỏ, hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là từ năm 1642 đến năm 1648. Giai đoạn 2 từ năm 1649 đến năm 1688. Các con đọc sách giáo khoa trang 5, trang 6 nha. Và kết quả của tiến trình cách mạng là cuộc cách mạng tư sản Anh đã thành công, đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới. Mời các con viết bài. Con nhớ chỗ nào mà có cây bút và có đôi cánh thiên thần là chỗ đó mình sẽ viết bài các con nhé. Giờ chúng ta qua phần 3 nhỏ, ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Anh thế kỷ thứ 17. Cách mạng tư sản Anh đã mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ hơn. Tại vì lúc này giai cấp tư sản quý tộc mới lên nắm chính quyền, họ nắm quyền chính trị trong tay và họ đã có nhiều cái cơ hội hơn để phát triển cái nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Mời các con viết bài ý này vô. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái cuộc cách mạng tiếp theo, cuộc cách mạng tư sản tiếp theo, đó là cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. Một nhỏ, tình hình các thuộc địa và nguyên nhân của chiến tranh. Hai nhỏ là diễn biến cuộc chiến tranh. Và ba nhỏ là kết quả và ý nghĩa của chiến tranh độc lập của các thuộc địa Anh Bắc Mỹ. Phần này nó có ba phần nhỏ các con nha. Bây giờ cô xin giới thiệu với các con về châu Mỹ. Cô nghĩ là các con nó học từ lớp 7 các con biết rồi, nhưng cô nhắc lại thôi. Châu Mỹ là một vùng đất cổ xưa trên trái đất và được Christopher Columbus phát hiện năm 1492. Thì châu Mỹ là một vùng đất đó các con, có nhiều cái chủng tộc người trên thế giới họ nhập cư vào. Chẳng hạn như người da đen nè, da vàng, da trắng. Thì người da trắng khi mà Christopher Columbus tìm ra vùng đất này, thì người da trắng chẳng hạn người Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, họ tràn vào cái vùng đất này để họ khai thác cái vùng đất này. Mà đặc biệt đông nhất là người nước nào? Người nước Anh. Thì khi những người da trắng này họ nhập cư vào đây, họ khai thác vùng đất này, họ bắt những người da đen ở châu Phi qua đây làm nô lệ. Và bên cạnh đó có một số người da vàng ở châu Á cũng nhập cư vào đây để sinh sống. Cái vùng đất này có rất nhiều các chủng tộc trên thế giới. Và như chúng ta biết thì khi mà Christopher Columbus tìm ra cái vùng đất Bắc Mỹ này, tìm ra châu Mỹ này,
Thì một số nước như Hà Lan, đầu tiên Hà Lan nè, đến Pháp nè, nhảy vào. Rồi Anh, sau đó đến Anh, muốn vào để chinh phục cái vùng đất này. Thì từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ 18, Anh đã thành lập được 13 thuộc địa của mình ở Bắc Mỹ. Thì ở đây nền kinh tế của 13 thuộc địa sớm phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. À, mà các con viết ý này vô nha. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu phần B, nguyên nhân của chiến tranh. Rồi, bây giờ các con có thể theo dõi sách giáo khoa trang số 8. Các con cho cô biết nguyên nhân nào mà nhân dân các thuộc địa nổi dậy chống lại chính quốc Anh? 30 giây suy nghĩ. Rồi. Như vậy là chúng ta biết kinh tế của 13 thuộc địa Anh này là sớm phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa và phát triển mạnh các con. Có những ngành mà thuộc địa cạnh tranh đắc lực với chính quốc Anh luôn. Cho nên chính quốc Anh cũng rất là lo ngại khi mà thuộc địa của mình mà lại có nền kinh tế phát triển, có một số ngành lại cạnh tranh được với mình. Cho nên là chính quốc Anh sẽ làm gì? À, sẽ tìm mọi cách kìm hãm, cản trở sự phát triển công thương nghiệp của các thuộc địa ở Bắc Mỹ. Bây giờ tìm cách như thế nào? Thứ nhất là cướp đoạt tài nguyên nè, rồi đặt ra thuế má nặng nề nè, rồi độc quyền buôn bán trong và ngoài nước, mà thậm chí có những cái quy định nó rất là bất hợp lý các con, là cấm không cho mang thợ lành nghề, tức là những thợ giỏi từ nước Anh qua vùng Bắc Mỹ để làm việc. Sợ những người giỏi qua đó làm thì sẽ giúp cho nền kinh tế của Bắc Mỹ phát triển, cho nên chính quốc Anh tìm cách cản và đưa ra những cái quy định bất hợp lý. Thì các con thấy đó, khi mà chính quốc Anh làm những cái hành động như vậy, nó đã động chạm đến quyền lợi của tất cả các tầng lớp nhân dân thuộc địa, như là tư sản nè, chủ đồn điền, công nhân, nô lệ. Mà con biết là cư dân mà sống ở vùng đất Bắc Mỹ này đa số là ai? Là người Anh, con cháu của người Anh di cư sang đây. Và bây giờ họ tức giận, họ mâu thuẫn với chính quốc Anh. Vì cái sự kìm hãm của chính quốc Anh đối với vùng Bắc Mỹ này. Các con nắm được nguyên nhân chưa? Là do chính quốc Anh kìm hãm nền kinh tế của 13 thuộc địa Bắc Mỹ. Rồi bây giờ mời các con viết bài nha. Chúng ta qua phần 2 nhỏ, diễn biến cuộc chiến tranh. Các con đọc sách giáo khoa trang số 8 và số 9. Thì tháng 4 năm 1775, chiến tranh bùng nổ. À, người lãnh đạo cuộc chiến tranh này đó chính là George Washington. Ông làm chủ nô giàu có nhưng mà ông có tài quân sự, cho nên ông đã đứng ra làm tổng chỉ huy nghĩa quân. Và đến ngày 4 tháng 7 mặc năm 1776, mặc dù là khi chiến sự diễn ra rất ác liệt, nhưng mà 13 thuộc địa vẫn công bố bản tuyên ngôn độc lập. Bản tuyên ngôn độc lập này khẳng định mọi người sinh ra đều bình đẳng và tuyên bố là họ có những quyền không thể tước bỏ. Đến tháng 10 năm 1777 là quân khởi nghĩa đã thắng một trận lớn ở Saratoga. Thì cái phần này các con có thể đọc thêm trong sách giáo khoa. Các con viết bài nha. Rồi chúng ta đi qua phần 3 nhỏ, kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
Kết quả là đến năm 1783, Anh phải thừa nhận nền độc lập của 13 thuộc địa Bắc Mỹ và ra đời Hợp Chủng Quốc Mỹ. Hợp Chủng Quốc Mỹ có tên là USA Mỹ hay là Hoa Kỳ. Đến năm 1787 thì Mỹ ban hành hiến pháp và Mỹ là một nước Cộng hòa liên bang. Tổng thống là người đứng đầu, nắm quyền hành pháp. Thì trong đó quốc hội gồm có hai viện như là Thượng viện và Hạ viện. Phần này các con có thể đọc thêm trong sách. B nhỏ, ý nghĩa. Cuộc chiến tranh giành độc lập này đã giải phóng nhân dân Bắc Mỹ khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân, mà cụ thể là chủ nghĩa thực dân Anh đó các con, và tạo cơ hội, tạo điều kiện cho nền kinh tế tư bản Mỹ phát triển. Các con viết bài vô nha. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới, là cách mạng tư sản Hà Lan, cách mạng tư sản Anh và cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. Bây giờ cô sẽ cho các con một cái giới thiệu với con lược đồ của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ năm 1873 và lược đồ ngày nay. À, khi cô nói thêm các con nghe, khi mà Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ được thành lập, lúc bây giờ các con biết là có bao nhiêu bang không? 13 bang, là 13 thuộc địa. Bây giờ trở thành 13 bang đầu tiên của nước Mỹ. Vì vậy các con sẽ thấy trên lá cờ của Mỹ sẽ có bao nhiêu cái sọc? 13 cái sọc ha, tượng trưng cho 13 bang đầu tiên của nước Mỹ nha. Và bên đây lược đồ Hoa Kỳ ngày nay. Bây giờ Hoa Kỳ ngày nay có bao nhiêu bang? Các con về nhà tìm hiểu, bữa sau trả lời cho cô biết nha. Rồi bây giờ cô cho các con một cái khung so sánh. Ở đây có ba cuộc cách mạng mình vừa mới học rồi: cách mạng Hà Lan, cách mạng tư sản Anh và cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. Có phần thời gian nè, rồi giai cấp lãnh đạo, lực lượng tham gia, hình thức đấu tranh, mục đích và tính chất. Ví dụ thời gian thì dễ rồi, các con biết rồi ha. Giai cấp lãnh đạo là ai? À, ở ở Hà Lan là giai cấp nào? Ở tư sản Anh là giai cấp nào? Ở Mỹ là giai cấp nào? Rồi cái lực lượng tham gia, tức là khi mà giai cấp lãnh đạo khởi xướng thì có tầng lớp nào trong xã hội tham gia. Hình thức đấu tranh có nghĩa là ở đây là cuộc cách mạng tư sản, nhưng mà ở Hà Lan nó là diễn ra dưới hình thức gì? Nãy cô nói rồi đó, chống lại phong kiến Tây Ban Nha thống trị, đó là hình thức gì? Nãy nói rồi. Rồi ở tư sản Anh á, cách mạng tư sản Anh thì không chống lại phong kiến nước ngoài, mà đó là một cuộc chấm chấm, trong sách có nói. Rồi ở Mỹ thì sao? Chống lại ách thống trị của thực dân Anh cũng là hình thức gì? Giống như ở Hà Lan đó. Mục đích để làm gì? Lật đổ ai? Lật đổ ách thống trị của phong kiến. Sao nữa? Đưa giai cấp tư sản lên nắm chính quyền và tạo điều kiện cho kinh tế gì phát triển. Rồi xong. Và tính chất cách mạng Hà Lan là cuộc cách mạng sao, cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng như thế nào, và cách mạng tư sản Mỹ. Rồi các con có thể kẻ vào trong vở, rồi mình làm, rồi hôm sau là cô sẽ hướng dẫn thêm nha. Rồi bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe. Các con về nhà mình sẽ chuẩn bị bài tiếp theo, đó là cách mạng tư sản Pháp năm 1789 và năm 1794. Các con đọc sách trước.
Và các con sẽ tìm hiểu cho cô ở trang 11 có hình ảnh của ba người, ba ba nhà tư sản của ba nhà tư sản ba nhà tư tưởng á, tư sản tư tưởng của ở Pháp lúc bấy giờ. Đó là Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Thì con sẽ tìm hiểu về cái tư tưởng của ba ông. Ở dưới hình ba ông sẽ có cái đoạn chữ nhỏ là nói lên cái tư tưởng của các ông. Thì con xem trước ha, rồi hôm sau mình sẽ làm một cái câu trả lời cho cô. Rồi cảm ơn các con, cô chào các con nha.